tình bạn một người bạn tốt cũng quý giá như một kiệt tác của thiên nhiên Rowado Emerson Nếu đã từng xem các bộ phim hành động thì hẳn ai cũng hơn một lần nghe thấy tiếng súng Chúng thường là những tiếng nổ lớn, chói tai, kéo theo đó là bao đau thương và mất mát Trên phim ảnh là vậy, còn trong đời sống hàng ngày, giữa một xã hội trật tự, kỹ cương thì súng đạn hầu như không phổ biến. Thế nhưng cuộc đời tôi đã phải tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thật đau lòng. Đó là câu chuyện về Andy, một bạn thân của tôi. Cậu ấy đã bị bắn vào đầu khi đang trên đường đi học về cùng tôi. Lúc ấy, cả hai đứa chỉ mới học lớp 5. Đó là một tai nạn không bình thường vì thủ phạm là một kẻ có đầu óc không bình thường hắn bị kích động bởi những hình ảnh bạo lực trên phim ảnh rồi cướp súng của cảnh sát và nã đạn tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc một tiếng nổ vang trời lửa khạc ra từ họng súng đen ngòm và anh đi bạn tôi ngã xuống anh đi được chuyển đến bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ bảo không có hy vọng cứu được cậu ấy viên đạn đã đi xuyên qua thái dương và làm tổn thương một phần não trái của cậu anh đi rơi vào tình trạng hôn mê suốt cả một thời gian dài tất cả mọi người gia đình bè bạn đều đau đớn trước tai nạn thương tâm này mọi người không ngừng cầu nguyện và làm tất cả những gì có thể để cứu anh đi nhưng tình hình của cậu ấy vẫn không khá hơn cũng như không có chút triển vọng tốt đẹp nào dù không có lỗi gì trong sự việc đau lòng này nhưng lòng tôi vẫn không nguôi ám ảnh, rây rứt. Đôi khi tôi tự trách mình, sao không phải là mình? Nếu mình không dành đi bên trong thì cậu ấy đâu có ra nông nổi này. Tôi thấy mình thật có lỗi với anh đi, nhưng cũng có lúc tôi lại suy nghĩ khác đi. Vì nếu tôi là người bị phát đạn ấy bắn trúng thì chuyện gì xảy ra? Mẹ tôi sẽ như thế nào? Gia đình tôi làm gì có tiền mà lo thuốc men cho tôi ranh giới giữa sự sống và cái chết thật là mong manh cứ thế cảm giác có tội rồi lại không có tội cứ đeo bám dai dẳng khiến tôi không thể nào dứt ra được cho đến một ngày anh đi hồi tỉnh tôi vội vàng chạy ngay đến bệnh viện để gặp cho được đứa bạn thân của mình nhưng một phép lạ anh đi tỉnh lại sau cơn mê dài nhưng cậu còn yếu đến nỗi chưa thể nói được lời nào người ta bảo cậu bị liệt toàn thân bên trái và vĩnh viễn không thể đi lại bình thường được nữa vậy mà anh đi thân yêu của tôi đã vượt qua tất cả những điều đó bằng nhiều phương pháp trị liệu anh đi luyện tập không mệt mỏi rồi cậu chuyển từ giường bệnh xuống đất để chống nạn tập đi bằng cả hai chân nhìn cậu khó nhọc với cây nạn gỗ mồ hôi chảy ướt đẫm lòng tôi xót xa thương bạn mình vô cùng trong suốt những năm học phổ thông tiếp theo anh đi và tôi vẫn là đôi bạn vô cùng thân thiết hàng ngày tôi ghé qua nhà chở cậu ấy đi học di chứng của tai nạn khiến cậu không thể cử động cánh tay trái của mình được nữa tôi không phục khi thấy anh đi kiên trì tập luyện với các thao tác tai và tôi thực sự vui mừng khi thấy cậu có thể chơi những trò chơi điện tử phức tạp nhất chỉ với một tay điều khiển. Với tất cả sự quyết tâm của mình, Andy vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn vui đùa cùng các bạn, vẫn sinh hoạt ở nhà thờ và có một tình yêu đẹp với người bạn gái cùng lớp. Cậu luôn ý thức được sự khiếm khuyết của mình, chấp nhận điều đó, nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra chán nản hay buông xuôi anh đi tâm niệm tai nạn có thể khiến cậu tật nguyền nhưng không thể cướp đi nghị lực và ý chí của cậu tôi đã tìm thấy ở anh đi một người bạn thật sự một người biết chia sẻ biết vui với niềm vui và buồn với nỗi buồn của bạn mình bên người bạn ấy tôi một lần nữa tìm thấy cho mình hy vọng và sức mạnh để bước qua những thử thách cam go Andy vẫn thường nói với tôi rằng mình đã không thể vượt qua tai nạn này nếu không có cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của mình. Nhưng sự thật chính tôi mới là người phải nói lời cảm ơn bởi Andy đã giúp tôi nhận ra rằng những hạn chế về mặt thể xác không thể trói buộc quyết tâm vượt lên hoàn cảnh của con người. Lam anh theo Andy trong khoảnh khắc tâm tối nhất tâm hồn sẽ được vun đắp và cho ta sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh. Heart Warrior Joseph Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nếu thấy video có ích thì các bạn đừng quên nhấn like hoặc click share để chia sẻ video cho bạn bè khác cùng theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh youtube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới thường xuyên các bạn nha. Xin trân trọng, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you. See you next time.